Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Việt Nam Defense hân hạnh giới thiệu tới các bạn phần 1 của series mới mang tên Những ngày cuối cùng thê thảm của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù từng được xếp hạng sức mạnh thứ tư trên thế giới, thứ hai ở châu Á, nhưng không lực Việt Nam Cộng Hòa thể hiện một bộ mặt bạc nhược, hèn kém trong những tháng ngày cuối cùng. Trong số tiếp theo của chương trình Giải mã chiến tranh Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một bức tranh toàn cảnh về không lực Việt Nam Cộng Hòa những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Không lực Việt Nam Cộng Hòa được thành lập vào năm 1951 với sự hỗ trợ của thực dân Pháp. Tuy nhiên, phải tới khi Mỹ chính thức can dự vào cuộc chiến tranh Việt Nam, lực lượng này mới được dần nâng cao vai trò và trang bị với những máy bay tiên tiến. Theo các thống kê của quốc tế, cũng như từ tài liệu giải mật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc cao điểm, không lực Việt Nam Cộng Hòa có tới 2.075 máy bay quân sự, bao gồm khoảng 550 máy bay chiến đấu A-1, A-37 và F-5, hơn 1.000 trực thăng OH-1 và CH-47, tới 200 phi cơ trinh sát 01, 02 và 017, hơn 150 phi cơ vận tải C-7, C-47, C-119 và C-130. Với số lượng này, không lực Việt Nam Cộng Hòa từng được xếp hạng đứng thứ tư trên thế giới và thứ hai tại châu Á, chỉ đứng sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Dù được trang bị cực kỳ hiện đại, vượt xa Không quân Nhân dân Việt Nam, nhưng lực lượng này trong phần lớn thời gian hoạt động không để lại nhiều điểm đáng để nói tới, ngoại trừ những ngày cuối cùng bi thảm, tan rã chóng vánh. Năm 1965, khi cuộc chiến Việt Nam đang ở lúc cao trào, Việt Nam Cộng Hòa đã hô hào lấp xâm bến hải, bắc tiến, và không lực Việt Nam Cộng Hòa hăng hái cho các máy bay cường kích cánh quạt AD-6 phối hợp cùng với máy bay phản lực Mỹ để đánh phá khu vực Vĩnh Linh, miền Bắc Việt Nam, nơi chỉ có pháo cao xạ bảo vệ. Dẫu vậy, họ cũng không dám đánh sâu hơn lên phía Bắc vì sợ sẽ gặp phải lực lượng tên lửa và không quân tiêm kích thiện chiến của Việt Nam. Trong khi đó, pháo cao xạ Việt Nam cũng không dễ nhằn. Dù chỉ có một đại đội pháo cao xạ 37 ly, đơn vị này thuộc biên chế đại đội 25 trung đoàn 270 Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng dân quân tự vệ và công an trang bị súng máy, súng trường, nhưng chúng ta đã đánh không quân Việt Nam Cộng Hòa đến mức chịu thiệt hại nặng nề trong ngày 8 tháng 2 năm 1965. Trong trận đánh này, lực lượng phòng quân phòng không miền Bắc đã bắn rơi tại trận 5 chiếc AD-6, trong đó đại đội 25 đã bắn rơi 3 chiếc và bắn bị thương máy bay của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Kết quả, tướng Kỳ phải bỏ chạy, còn không quân Việt Nam Cộng Hòa không dám thò cổ ra miền Bắc nữa. Sau khi Mỹ rút quân năm 1973 và cắt giảm viện trợ, thì không quân Việt Nam Cộng Hòa đã không còn duy trì được lực lượng như trước nữa. Trong suốt cuộc chiến, không quân Việt Nam Cộng Hòa đã bị thiệt hại nặng nề bởi hỏa lực phòng không và các đòn tập kích của pháo binh quân giải phóng vào các sân bay của họ. Đến mùa xuân năm 1975, không lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục bị tổn thất nặng hơn trước. Các cuộc
tấn công như vũ bão của quân giải phóng từ trận Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, dẫn tới việc bị hao hụt đáng kể số lượng máy bay. Đến cuối tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn khoảng 800 máy bay, trong đó có 183 chiếc F-5 và A-37 bố trí ở 3 căn cứ chính là Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Cần Thơ và vài sân bay nhỏ. Nhưng số còn sử dụng được chỉ là 456 chiếc. Trong đó có 98 chiếc F-5 và A-37 cùng một số AD-6. Từ 22 tháng 4 năm 1975, sân bay Biên Hòa bị quân giải phóng pháo kích liên tục nên không thể hoạt động được. Số phi vụ của không quân Việt Nam Cộng Hòa giảm sút mạnh. Còn trong thời gian chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, không quân Việt Nam Cộng Hòa hoạt động bình quân 106 phi vụ trên một ngày trên toàn mặt trận. Cao nhất là 225 phi vụ ngày 27 tháng 4. Ban ngày sử dụng các loại máy bay F-5, A-37, AD-6 và trực thăng vũ trang. Ban đêm dùng AC-119 đánh phá liên tục. Nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của không quân Việt Nam Cộng Hòa là những phi vụ trong ngày 28-29 tháng 4 năm 1975 của các máy bay cường kích A-37, AD-6 và AC-119 nhằm cố cản bước quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Tuy nhiên, các phi vụ này đều kết thúc thê thảm. Đa số đều bị phòng không quân giải phóng bắn tan xác. Điển hình như sáng 29 tháng 4, không lực Việt Nam Cộng Hòa đã triển khai một chiếc cường kích AC-119 mang tên Tinh Long 07 cất cánh để cố cản bước tiến của quân giải phóng. Dẫu vậy, chiếc này cất cánh không lâu đã bị tên lửa A-72 của quân giải phóng bắn rơi ngay gần phi trường Tân Sơn Nhất. 8 trên 9 người thiệt mạng. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, trung đoàn cao xạ 234 bám sát yểm hộ bộ binh đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, đã bắn rơi tại chỗ một chiếc L-19. Đây chính là chiếc máy bay cuối cùng của không quân Việt Nam Cộng Hòa bị bắn rơi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, số máy bay của Việt Nam Cộng Hòa bị quân giải phóng bắn rơi chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số trang bị của lực lượng hàng đầu thế giới này. Đa phần trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, nào các tướng, tá, các phi công, miễn là biết lái máy bay, lấy được gì là lấy, tranh nhau cất cánh tìm đường tháo thân chạy sang Utapao, Thái Lan, hay ra các tàu hải quân Mỹ đang đậu ngoài Biển Đông phục vụ chiến dịch gió lốc di tản người Mỹ và những cộng tác viên người Việt thân Mỹ